cảnh báo tàn độc của thần. Nếu linh hồn nhập vào vật cũ của một người hoặc nhập vào một đồ vật dính máu, thì chúng sẽ biến thành yêu tinh. Lời nguyện tôi lãng mạn nhưng mà đầy nguy hiểm. Thần đúng là xấu xa. Vào lúc nguy hiểm cận kề với cái chết, phải nhớ thành tâm cầu nguyện. Đừng cầu xin bất cứ ai, vì thần sẽ không nghe đâu. Nếu đây chính là kết cục của ta, thì đây cũng là vận mệnh của ta. Vậy nên hãy đi đi, đừng dừng lại. Yêu tinh, 20 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên K cộng Nhịp Sống, bắt đầu từ 16 tháng 8 2018.